Đấy, hai nhà anh chủ đây là anh chủ cây này. Mình đứng sang ra. Xuất xuất xưởng. Hơi ít nhá. Đây là anh chủ cây này. Và đấy thanh niên trẻ này là người đến mua cây, anh em giao lưu. Đây là chú em chú ý chơi thân với mình. Vâng. Mà chú ý thấy có cái cây này của đây là cây thì cũng giới thiệu là đây là cây của con trai nhà mình. Đó, kỷ niệm mình nhưng mà chú em chú ý thích. Mình thì cũng không đam mê cái dòng lan này lắm. Đó. Đẹp thì cũng đẹp, rất là đẹp rồi. Đây thơm thì cũng thơm, đẹp cũng đẹp. Thơm thì thơm nhưng mà, thấy tiền thì vẫn quý hơn. Anh để kỷ niệm cho em. Em về em chơi Tết. Đấy. Thực tế là giá thì cây này thì nó nếu để trên thị trường bây giờ mà các bác đi mua chắc nó cũng phải tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Nhưng mà thôi để cho chú ý là 1 triệu rưỡi để anh em gọi là giao lưu. Rồi chú anh em lại. Mình có về nhà chú ý chơi thì cũng vẫn được ngửi cái mùi hương thơm của nó, cũng như vẫn được chiêm ngưỡng, cho nên có thể là bán với cái giá chuyển nhượng ưu đãi thôi. Ok à, thì tôi đấy để cho chú này chú về chú thì em giao dịch luôn nhá nhá. Giao lưu. Đây đây nha. Ok. Đủ một mớ nhá. Đấy đây là chúc cho anh là trăm cây tốt. Trăm cây thật okay. Năm nào cũng nở hoa đúng thời kỳ nhá. Để anh có về uống nước đàm đạo chè thì anh còn được ngắm hoa nó. Dạ ok. Đó. Xin chào. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn bác nhá. Để luôn vào xe để tí nữa mang về. Đấy. Nhà cây đã lên xe. Này tí nữa để em phải thuê người thì được mang về. Thuê người hộ tống. Rồi thì treo nó ra dây đó. Treo nó ra dây là nát nữa, uống nước xong rồi. Cho em gửi đây tí nhá. Ok. Nếu mà chú gửi đấy đi vào uống nước lát lúc nào về thì mang về. Ok. Đấy, bên nhà thứ ba có làm việc luôn thì cây này thì nó đã đẻ ra một cái cây con. Để mà nên bây giờ là nó đã mất 2 cái lá. Em xem đây còn 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá. Mất đi một cặp và cái chân thì cũng không còn lá dưới. Cây này thì nó phải rơi vào tầm chục năm rồi nó mới được như này. Đai châu nếu để tự nhiên thì nó phải mất từ 8 năm đến 10 năm bắt đầu đẻ con. Thế là không kích quét gì nhá. Bù lại thì mất 2 cái lá gốc thì được tặng coi là thêm một cây hồ điệp. Hồ điệp để cây hồ điệp đang ra hai ngồng hoa rồi. Cái này thì chắc chắn là nở đúng Tết rồi. Đây cái này thơm ruồi nhặng đã đến này. Đấy. Ngồng hoa dài, phải nói là dài thật. Thì cái clip của em cũng quay cũng khá dài rồi. Em xin kết thúc ở đây. Chúc quý vị và các bạn xem clip vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã vào theo dõi clip của mình.